Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Estreno. Trong khi drama giữa Châu Đăng Khoa, Lily và Orin vẫn còn chưa ngã ngủ thì mới đây nhất trong một diễn biến mới khiến cho cộng đồng những người hít hà drama như mình vô cùng bất ngờ, đó chính là cái tên Quinton JP bỗng nhiên xuất hiện trong cái tính drama này. Vậy rốt cuộc mọi việc là như thế nào? Hãy cùng bắt đầu với mình hít hà drama nhé. Cụ thể thì vào tối ngày hôm qua ngày 3 tháng 3, trên fanpage của Quinton JP đã bất ngờ đăng tải một đoạn status có liên quan đến nữ ca sĩ Lily. Cụ thể thì đoạn status như sau: Xin chào cả nhà, vì một số lý do không đáng có mà MV Chẳng Thể Rời Xa của bạn Lily viết riêng cho Sa sẽ không thể thực hiện được vào ngày 1 tháng 6 này và sẽ không bao giờ được thực hiện. Do có quá nhiều bạn nhắn tin hỏi về MV thời gian này nên xin up rõ để mọi người không phải trông đợi. Một ca khúc hay dành cho thiếu nhi thì cần phải đặt nhiều tình cảm, trách nhiệm cũng như rõ ràng trong đó. Dòng trạng thái này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì sản phẩm âm nhạc dành riêng cho bé Sa đã không thể thực hiện đúng như dự định. Trong khi đó thì đa phần cư dân mạng lại hoài nghi là chuyện sản phẩm này không được ra mắt vì có lẽ là do những ồn ào gần đây của Lily với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Nhiều người đặt nghi vấn là rất có thể Lily không thực hiện được sáng tác cho Quinton JP vì có liên quan đến Châu Đăng Khoa chăng? Rất có thể là sáng tác của Lily hợp tác với Quinton JP đang thuộc bản quyền sở hữu của công ty Châu Đăng Khoa Super Brother, trong khi lùm xùm của Lily với nhạc sĩ này thì vẫn chưa ngã ngủ. Liệu có phải là công ty Super Brother không cho Lily thực hiện dự án này chăng? Cùng xoáy sâu vào dòng trạng thái này thì Quinton JP cũng cho biết là một ca khúc hay dành cho thiếu nhi thì cần phải đặt nhiều tình cảm, trách nhiệm cũng như rõ ràng trong đó. MV này không làm thì tiếc, mà nếu làm chắc sẽ tiếc hơn. Và cái câu nói này trong đoạn status khiến cho nhiều người không thể không nghĩ rằng là Quinton JP đang có những phản ứng khó chịu đối với Lily. Không những vậy thì đặc biệt trong một động thái phản hồi người hâm mộ, khi mà một tài khoản bình luận đọc status này mình chưa hiểu lắm là chị Quỳnh đang trách ngầm chị Lily thiếu trách nhiệm trong vụ MV hả mọi người, thì bất ngờ fanpage của nữ YouTuber này đã thả tim như một cách để xác nhận thông tin. Tuy vậy thì vẫn còn một bộ phận rất đông đảo cư dân mạng cho rằng Châu Đăng Khoa chắc hẳn là có nhúng tay vào vụ việc này. Tuy nhiên thì một động thái mới đây, nam nhạc sĩ đã chứng tỏ là mình hoàn toàn không hề liên quan đến ca khúc Lily sáng tác cho Quinton JP. Cụ thể dưới bài post của Quinton JP, nam nhạc sĩ viết: Em nghe demo từ năm ngoái, cứ tưởng là mình quay xong hết rồi mà chị, bao nhiêu là tâm huyết. Cảm ơn em vì đã hỗ trợ rất nhiều từ những ngày tổ chức off, tiếc quá, Quinton JP đáp lại. Vâng, fanpage của Quinton JP thì đã vào trả lời bình luận cảm thông của nam nhạc sĩ như một cách để ngầm khẳng định là anh không hề liên quan đến vấn đề này và cũng như là anh đã hỗ trợ rất nhiều cho buổi offline. Trả lời với phóng viên của kênh 14 thì Châu Đăng Khoa cũng cho hay, việc ngưng hợp tác giữa Lily và chị Quỳnh hay bé Sa thì không liên quan gì đến Khoa hay là công ty Super Brother. Từ trước đến nay, sáng tác của Lily bán ra ngoài thì công ty đều để bạn tự làm, không can thiệp cũng như là không chia doanh thu hay bất kỳ lợi nhuận nào. Tất cả đều được thanh toán trực tiếp với bạn ấy. Demo cho ca khúc ấy tôi cũng được nghe từ năm ngoái và có góp ý để hoàn thiện cho Lily. Tôi và cả công ty đều đồng ý cho bạn tham gia làm MC trong buổi offline của bé Sa ở Việt Nam và không đòi hỏi quyền lợi gì, hay thậm chí khi được biết là có MV, tôi còn hứa với bên kia là sẽ hỗ trợ một phần chi phí từ tiền của tôi. Tôi thực sự không biết lý do vì sao bên Quinton JP lại ngừng hợp tác với Lily. Mãi cho đến tối hôm qua khi một bộ phận cư dân mạng inbox ném đá thì tôi mới biết sự tình này. Nếu bất kỳ thông tin nào tôi chia sẻ mà có sai lệch, xin mời hai bên cứ lên tiếng. Và rất nhanh, không để cho khán giả phải chờ lâu thì mới đây Lily cũng đã có những động thái đáp trả vô cùng gay gắt. Mỗi ngày thức dậy lại là một câu chuyện khác nhau, cảm thấy sợ hãi thật sự. Và trong câu chuyện này, Ly cảm thấy buồn nhiều hơn là giận dữ. Ai theo dõi Facebook của Ly thì cũng biết Ly cuồng con nít và đặc biệt là bé Sa như thế nào. Nên đợi chị Quỳnh và bé Sa về Việt Nam offline vào tháng 12, Ly được mời làm MC và có viết tặng Sa một bài hát để làm quà. Sau khi hát trong buổi offline thì bên ban tổ chức đã đưa ra đề nghị là sang Nhật để quay với bé Sa bài hát này. Ly đương nhiên là đồng ý ngay. Với một đứa mê Sa như Ly thì điều này không có gì là lạ. Tuy nhiên lúc này Ly chỉ nghĩ đây là món quà mà cả ekip dành cho chị Quỳnh và bé Sa, giống như mình đã tặng bài hát cho hai mẹ con chị ấy. Có lẽ là suy nghĩ của Ly quá đơn giản. Và cứ thế mọi người bên ekip, mà sau này Ly mới biết đó là bên đại diện quản lý truyền thông của chị Quỳnh, vì Ly chẳng bao giờ nghĩ là chị Quỳnh lại có quản lý cả. Lily cho hay là khi thấy ekip của Quinton JP đã có những động thái hỏi về việc bản quyền thì cô cho rằng quà tặng của mình đang có những biến chất để trở thành một sản phẩm thương mại, cho nên cô quyết định từ chối thực hiện project này. Lily cũng cho hay là cô rất áy náy và sợ mất công mọi người trong ekip chuẩn bị. Tuy nhiên cô cũng cho rằng vì đây là một job tự phát, ngay từ đầu đã không có sự có mặt của nó, chứ không phải vì Ly mà mọi người mới mất job này. Có chăng thì chỉ là mất công chuẩn bị và Ly cũng có gửi lời xin lỗi về việc này. Cô cũng đưa ra những nghi ngờ của mình khi trước đó thông tin ngày 1 tháng 6 sẽ có MV, nhưng hiện tại mới đầu tháng 3. Cô không hiểu lý do thật sự là vì mọi người hỏi quá nhiều nên fanpage của Quinton JP mới lên tiếng, hay là có một lý do nào khác. Bên cạnh đó cô cũng cho biết thêm,
Ly cũng không hiểu là phía anh Châu Đăng Khoa đã hỗ trợ rất nhiều gì trong việc này, thậm chí là hời hợt vô tâm. Vì lúc đó trong công ty nên Ly có hỏi ý kiến anh Khoa về việc này. Anh Khoa chỉ nói, chỉ cần đừng để mọi người hiểu rằng đây là sản phẩm chính thức là được. Kèm theo đó không một lời tư vấn. Ly cũng muốn nói rằng làm gì cũng được, nhưng đừng mang trẻ con ra làm công cụ, trẻ em không có tội. Kèm theo đó, cô chụp lại đoạn comment giữa Châu Đăng Khoa và fanpage của Quỳnh Trần JB. Tổ chức offline thì Ly làm MC, không cách xê, Ly viết tặng ra bài hát, Ly cùng bạn phối nhạc và thu âm. Anh Khoa thậm chí còn không đến buổi off hôm đó, Ly không biết là fanpage của chị Quỳnh cảm ơn vì điều gì. Tuy nhiên trên tất cả thì Lily cho rằng status trên fanpage của Quỳnh Trần JP thì không phải là do đích thân chị Quỳnh đăng tải mà rất có thể là từ phía ekip của Quỳnh Trần JP viết. Dưới một comment, Lily cho rằng, mọi người ơi, Ly từng gặp chị Quỳnh nên biết là chị rất hiền và lành tính. Chị biết quay clip, up clip thôi. Còn những vấn đề này, Ly nghĩ là có người tác động. Mọi người đừng nghĩ xấu cho chị Quỳnh mà tội nghiệp nhé. Mới đây thì quản lý của Quỳnh Trần JP cũng có động thái đáp trả lại. Cụ thể đăng trên fanpage của Quỳnh Trần JP, một người tự xưng là Vi, là người hỗ trợ cho Quỳnh Trần JP viết. Lựa chọn thời điểm này để đăng status không phải là một động thái tát nước theo mưa, mà vì có rất nhiều bạn fan đã hỏi thăm về lùm xùm của Châu Đăng Khoa và Lily, cũng như áp lực từ phía nhà tài trợ cho nên mới đăng status vào lúc này. Người này cũng cho hay, một MV khi thực hiện quay tại Nhật thì chắc chắn là các bạn cũng biết là chi phí không ít, muốn thực hiện được thì cũng phải có rất nhiều tiền. Khi nhắc đến tiền tất nhiên là liên quan đến quyền lợi của nhiều bên. Đâu thể mang một cái điện thoại hay một cái GoPro quay cho vui rồi lồng nhạc up lên, đơn giản là up lên như vậy được. Đây là sự tôn trọng những người yêu mến chị Quỳnh, Sa và cả Lily. Vì thế bên mình đã hỏi và thảo luận với Lily xem bạn ấy muốn làm gì và thế nào. Để vui vẻ và công bằng đôi bên nhất có thể thì thái độ của bạn lúc này lại rất khác, rất mông lung và không rõ ràng. Cho đến sát ngày chuẩn bị làm visa, hỏi giấy tờ thì Ly còn không đồng ý cung cấp để làm. Gần phút chót thì bạn ấy lại từ chối. Thế là bao nhiêu công sức, kế hoạch, tiền bạc của team đổ sông đổ bể. Và bên mình thì vẫn liên hệ với Lily để làm rõ vấn đề này. Và hiện tại thì cộng đồng mạng đang chia ra làm rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Có nhiều người cho rằng Quỳnh Trần đã sai khi quyết định tham chiến vào cái tính drama này. Cũng có nhiều người cho rằng là đây không phải là do Quỳnh Trần cố ý viết lên, mà là do phía quản lý cũng như là ekip của Quỳnh Trần JP. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những người như mình ngồi đây hóng hết drama thôi. Rất nhiều comment như sau: ủng hộ Lily nha, tẩy chay Châu Đăng Khoa và bỏ subscribe kênh Quỳnh Trần JP. Buồn thật sự, định vui chị Ly bằng cách bên chị Quỳnh tố chị Ly để làm dư luận quay hướng nhưng không ngờ, xài một nước cờ. Thua mấy bạn nói chuyện do ekip làm không liên quan đến chị Quỳnh. Nhưng mà các bạn ơi, ở đâu ra chuyện thuê người về làm mà chủ không biết chuyện không can thiệp vậy? Chị Quỳnh không biết mà ekip muốn làm điên làm khùng gì cũng được à. Nói chung là thấy có hẳn ekip truyền thông này tính tới chuyện lâu dài rồi. Thôi thì đi đâu thì quay về đó đi chị ơi. Người ta thương bé Sa thì mới sáng tác tặng, không đồng ý quay nữa cũng vì có lý do, mà lại nói người ta như thế này thế nọ không rõ ràng là sao. Thôi đi má ơi, quà của người ta mà đòi đem ra thương mại hóa thì dẹp đi. Bu vào ekip Châu Đăng Khoa dồn Lily vào đường cùng, bẩn thật sự. Vậy xin cái bằng chứng với chị Vi ơi, chứ nói không như vậy thì ai mà không nói được. Yêu mến Sa nên Lily mới sáng tác bài hát tặng Sa và tặng chị Quỳnh. Giờ team của Vi lại vào đổ lỗi cho Lily là sao? Team định mượn cơ hội này để trù dập Lily hay gì? Bây giờ thì tôi hết tin tưởng chị Quỳnh là người hiền lành đơn giản rồi đó. Gì mà có người hỗ trợ, tưởng chị cái gì cũng làm một mình. Sai lầm lớn nhất của bà Quỳnh ngay lúc này là làm lộ ra ekip và quản lý sau lưng, lại là ekip bên Châu Đăng Khoa. Thà im đi và đừng nói gì thì có hay hơn không? Tính bùi Lily bằng cách này hay sao? Chia buồn với chị Quỳnh. Nếu có lòng tốt thì Lily quay cái video bằng điện thoại hay máy quay bình thường, lồng nhạc vào thì cũng được, bởi vì nó là tấm lòng của Lily. Chứ nói như trên thì chả khác nào dựa vào bé Sa với bài hát mà kiếm tiền. Gì khôn quá vậy? Một bên muốn tặng không lợi nhuận, một bên thì muốn kiếm tiền, muốn lợi nhuận. Thôi ai đúng ai sai thì cũng rõ rồi. Chả bên ai, vì thiệt tình là cũng không biết Lily là ai và cũng đang là fan của bé Sa, mà giờ người lớn thì làm tôi thất vọng quá. Thật là mất chất, chọn thời điểm này để lên tiếng thì chẳng khác nào ekip của chị Quỳnh đang đối đầu với khán giả. Khủng hoảng truyền thông là do chị và ekip của chị tự vây vào. Em rất mến Sa nhưng xin phép được bỏ theo dõi chị. Sáng tác tặng mà con bị chửi nữa, lẽ ra từ đầu nếu không làm được thì thôi, kêu ca làm gì có chuyện, ai cũng có khó khăn riêng mà. Nói chung là chị Quỳnh với bé Sa cứ ra video đều đều đi, bọn em ủng hộ hết. Chị đừng dính dáng đến mấy cái showbiz này chị ơi, tổn hại đến chị và Sa lắm. Ok, và hiện tại thì drama này vẫn được rất là nhiều cộng đồng những người hít hà drama như mình theo dõi. Và các bạn nghĩ sao về vụ việc này? Các bạn đứng về fan nào, Quỳnh Trần JP hay là Lily? Hãy cho tụi mình biết ở phần comment phía dưới những suy nghĩ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!